Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm một clip để hướng dẫn về cài bàn phím ở trong OBS nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ có cái link tải ở đây thì mình sẽ để ở phần bên dưới. Đây, sau các bạn nhấn tải. Rồi sau khi mà có file zip như này rồi thì chúng ta sẽ giải nén cái file này ra ngoài đã. Rồi thì ở trong này chúng ta có hai phần, một là phần chín phím cộng chuột, hai là phần on và OS. Thì đây OBS bình thường đây chúng ta đúng không, không có mấy cái input apply đúng không, thì chúng ta sẽ phải vào đến open file location nào, xong rồi chúng ta vào phần OBS studio, ra vào đây copy hai này vào. Đó, copy vào, copy paste nha, đấy, copy, so paste vào đây này, đó, thế xong. Sau khi mà copy paste xong thì chúng ta hãy tắt cái OBS và khởi động lại, đó. Xong rồi là chúng ta hãy giải nén phần phím và chuột ra. Nếu các bạn mới chỉ dùng phím ấy thì các bạn giải nén phần này ra thôi. Còn chuột thì các bạn làm y hệt như thế nhá. Nếu không một tí nữa thì mình sẽ làm nốt phần chuột cho các bạn. Đây, sau khi mà chúng ta có file này ở ngoài xong nhá, thì chúng ta hãy nhấn on này, chọn input outplay này, xong rồi chọn đầu tiên là outplay, hình ảnh outplay ấy, thì các bạn vào desktop này, vào đúng cái file này, các bạn chọn một cái, đó. Rồi các bạn sẽ chọn tiếp tục ở hồng dòng dưới thì nó sẽ tự vào cái này luôn này. Đó. Sau bạn có thể tùy chỉnh từ nhỏ cho đến kia được. Đó. Dán ra dán vào thứ được. Đó. Rất là bình thường. Ok, thế là xong. Ok, đến phần chuột đúng không? Phần chuột chúng ta lại giải nén ra tiếp. Ở đây. Desktop nhá, xong rồi chúng ta lại vào input apply, ok này. Tìm này, hoặc là desktop, rồi chọn mouse 2, đó, thế là được, đó, ok, chúc mọi người thành công nha.